Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với D Channel và lại là mình là Trung lên đây. Thì mình biết là khi mà chúng ta sử dụng một chiếc điện thoại thì không phải ai cũng biết hết được những cái mẹo hay, những cái tip trên chiếc điện thoại của mình đúng không? Và mình cũng thế, mình cũng không thể nào mình biết hết được những cái tip, những cái mẹo hay trên chiếc iPhone của mình. Vậy nên trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến các bạn 5 cái tip mà mình biết mà mình nghĩ là ít người biết nhất trên chiếc iPhone. Và mong là các bạn có biết thêm những cái tip nào của iPhone ấy, thì cũng hãy nhớ là comment phía dưới để cho mọi người cũng như là mình cùng biết nha. Còn bây giờ thì vào video thôi. Tip trên iPhone thì tip thứ nhất sẽ là cách mà bật icon dễ thương trên bàn phím của bạn. Đầu tiên là vào cài đặt, chúng ta vào cài đặt chung. Sau đó sẽ là bàn phím. Thêm bàn phím mới nè, các bạn tìm tiếng Nhật nha. Tiếng Nhật, các bạn chọn Kana nè. Xong, mình giới thiệu cho các bạn coi nha. Đây, biểu tượng, đó. Hay không? Rất là nhiều. Tip thứ hai sẽ là tip chuột bàn phím. Lưu ý là tip này chỉ có trên iOS 15 thôi nha. Vào cài đặt chung, bàn phím, chuột để nhập. Rồi, mình sẽ ví dụ cho các bạn coi. Tip thứ ba sẽ là tip xóa phông selfie. Thường thì các bạn chụp selfie sẽ không thể nào xóa phông được đúng không? Thì hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn một tip mà xóa phông ngay trên hình selfie luôn. Mình vào thử Instagram nha. Thì nó sẽ có những cái phông này đằng sau. Hiệu ứng chân dung. Nó đã xóa phông rồi đó. Tip thứ tư sẽ là tip sử dụng iPhone dành cho những người lười như mình. Thường thì các bạn nhiều tab quá đúng không? Các bạn sẽ tắt từng cái. Không, chúng ta sẽ không làm như vậy nữa. Chúng ta sẽ nhấn giữ vào chữ này, đóng tất cả các tab. Vậy là xong. Sau khi mà xóa hết các tab rồi mà bạn nhận ra là có những cái tab mà không nên xóa vì những cái tab đó bạn đang cần đi, thì ví dụ chúng ta tìm lại những cái tab vừa mở thì sao? Nhấn giữ vào dấu cộng. Đây là những cái tab mà các bạn đã đóng gần đây. Thế là xong. Và cuối cùng sẽ là một mẹo cực hay cho iPhone mà mình nghĩ cái này sẽ ít người biết nào. Đầu tiên là các bạn sẽ vào phím tắt, chọn tự động hóa, tạo một tự động hóa cá nhân, bộ sạc, tiếp, thêm tác vụ, tìm kiếm speak, đọc văn bản. Ở đây ví dụ mình sẽ chọn là I am eating. Xong. Và các bạn ơi, lại là phần quen thuộc đây. Nếu như các bạn đang có ý định muốn mua những sản phẩm Apple chính hãng cũng như là đặt trước cho mình một chiếc iPhone 13 series thì hãy nhớ là tham khảo ngay trang web của Di Động Việt nha. Bởi vì sao? Bởi vì tại trang web của Di Động Việt thì sẽ có rất nhiều phần quà ưu đãi cũng như là khuyến mãi đi kèm khi mà các bạn mua sản phẩm của Apple chính hãng, cũng như là hình thức trade-in thu cũ đổi mới khi mua chiếc iPhone 13. Rất là hấp dẫn đúng không? Vậy thì link thì mình sẽ để phía dưới phần comment, các bạn chỉ cần nhấp vào thôi. Và đó là những cái tip hay hay nhỏ nhỏ một tí xíu mà mình biết được, mình muốn chia sẻ với các bạn. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Bye bye.